Ngày 7 tháng 11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bổ nhiệm bà Suzy Wood làm chánh văn phòng Nhà Trắng cho nhiệm kỳ thứ hai bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 năm 2025. Trong một tuyên bố, ông Donald Trump nêu rõ, bà Suzy Wood vừa hỗ trợ tôi có được một trong những chiến thắng chính trị vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ và là một phần không thể thiếu trong cả hai chiến dịch tranh cử thành công năm 2016 và 2020 của tôi. Bà Suzy mạnh mẽ, thông minh, sáng tạo và được mọi người ngưỡng mộ, tôn trọng. Suzy sẽ tiếp tục làm việc không mệt mỏi để làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông Donald Trump nhấn mạnh, thật vinh dự khi Suzy trở thành nữ chánh văn phòng Nhà Trắng đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Chánh văn phòng Nhà Trắng thường là vị trí đầu tiên được Tổng thống đắc cử công bố, phụ trách giám sát mọi chính sách và công việc của Nhà Trắng hàng ngày. Vị trí này không cần phải được Thượng viện chấp thuận. Wood, 67 tuổi, là một trong những cố vấn kỳ cựu nhất của ông Trump. Bà cùng ông Chris Lacivita đồng quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, được mô tả là bộ não đằng sau chiến thắng của Tổng thống đắc cử. Bà Wood và ông Lacivita đều hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Bà Suzy Wood là cố vấn cấp cao trong các chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống năm 2016, 2020 và 2024 của ông Donald Trump. Bà cùng ông Chris Lacivita đồng quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, được mô tả là bộ não đằng sau chiến thắng của Tổng thống đắc cử. Bà Wood và ông Lacivita đều hiếm khi xuất hiện trước công chúng.